Sau đây em xin trình bày một cái bài báo cáo mang tiêu đề là nhiễm trùng Mycobacterium abscessus và cập nhật chẩn đoán điều trị viêm phổi do em abscessus. Phần trình bày của em có 3 phần. Phần thứ nhất là phần tổng quan về nhiễm trùng Mycobacterium abscessus. Thì như chúng ta đã biết là hiện nay cái nhiễm trùng do NTM thì có xu hướng gia tăng ở bệnh lý của phổi. Đặc biệt là ở Mỹ, cái tỷ lệ ngày càng phổ biến và gia tăng. Từ năm 2008 đến 2015 thì cái tỷ lệ phổi NTM đã hàng năm đã tăng từ 3,1 lên đến 4,7 trên 100.000 người trong một năm. Và hiện nay cái tỷ lệ này thì cũng tăng lên, hoặc là ở Canada thì cái tỷ lệ đáp ứng các cái tiêu chí vi sinh của ATS đã cho bệnh phổi thì tăng 10% mỗi năm kể từ năm 2003 đến 2008. Cái xu hướng gia tăng ở châu Á thì sao? Nhật Bản ước tính tỷ lệ mắc là 25 trên 100.000 dân. Và ở Hàn Quốc, cái tỷ lệ mắc bệnh phổi NTM từ 2007 đến 2016 tăng từ 6,7 ca lên đến 39,6 ca trên 100.000 dân. Rồi ở Australia thì tỷ lệ tăng từ 2,2 lên 3,2% trên 100.000 dân. Đây là một cái bức tranh để chúng ta có một cái hình dung là bệnh lý NTM ở phổi là có xu hướng gia tăng. Vậy thì ở cái cách tiếp cận ở các cái nước có bệnh lý lao cao, các nước thu nhập thấp, trong đó có Việt Nam, tuy nhiên thì Việt Nam không có số liệu ở trong cái nghiên cứu này. Một cái nghiên cứu năm 2016 đã tổng hợp được cái dịch tễ NTM của trong cái nhóm bệnh nhân lao của các nước thì đã chỉ ra rằng ví dụ như ở Brazil thì cái nhóm mà bệnh nhân được chẩn đoán NTM ở phổi thì trong đó có tới 79% đã từng điều trị lao ít nhất là 6 tháng trở lên. Vậy thì cái câu chuyện trong thực hành lâm sàng hiện nay chúng ta phải có một cái nhìn tổng quan và toàn diện trong cái bệnh lý này, tiếp cận từ gì? Từ nhóm bệnh nhân lao phổi. Rồi một cái nghiên cứu, cái số liệu khác ở Iran, 30% ở cái nhóm bệnh nhân nghi lao đa kháng có tổn thương và cuối cùng được chẩn đoán là bệnh phổi do NTM. Hoặc là ở Nigeria thì 15% những trường hợp nghi ngờ lao lao phổi thôi thì đã được chẩn đoán là NTM. Hoặc một cái nghiên cứu ở nhà tù của Nigeria thì bệnh nhân đã có tổn thương phổi và có dấu hiệu hô hấp thì đã có tới 16% được chẩn đoán là bệnh nhân có viêm phổi do NTM. Vậy thì hiện nay cái kỹ thuật sinh học phân tử đã phát triển và kể cả cái kỹ thuật giải trình tự gen thì đã xác định được khoảng 200 loài và 13 loài dưới loài NTM, trong đó có 50 loài liên quan đến gây bệnh ở người. Và NTM abscessus lần đầu tiên được tìm thấy là nguyên nhân gây bệnh ở người vào năm 1953. Và tại Mỹ thì cái nhiễm trùng do abscessus và chenolate sau nhiễm trùng của MAC chiếm tới 2,6 đến 13%. Và ở vùng Đông Nam Á thì sao? Ở tại Đài Loan thì cái nhiễm trùng do NTM là Mycobacterium abscessus complex chiếm tới 17,2% trong tổng số NTM và tương ứng với 1,7 trên 100.000 dân. Thế thì ở Việt Nam hiện nay cũng chưa có một cái số liệu là nghiên cứu dịch tễ chính thức do cái bệnh lý này. Tuy nhiên thì cái số liệu ban đầu của tại Bệnh phổi Trung ương cũng đã chỉ ra là năm 2013 tới 2017 thì một cái nghiên cứu đã chỉ ra áp xe sút chiếm tới bao nhiêu? 44,4 trong một cái nghiên cứu tại Bệnh viện Phổi Trung ương của cái nhóm NTM do phổi, bệnh phổi do NTM. Thế và trong một cái nhóm nghiên cứu khác, một cái nghiên cứu của cái nhóm bệnh phổi do NTM nhưng có kết quả AFB đờm dương tính, cái này nó rất đặc biệt, đây là một nghiên cứu rất đặc biệt, đã chỉ ra là có 42%, hơn 42% là NTM abscessus. Trong khi đó, ngay từ lúc đầu, xét nghiệm đờm AFB đã dương tính rồi, thì đây cũng là cái số liệu mà chúng ta hết sức lưu ý trong thực hành lâm sàng. Vì hiện nay chúng ta tiếp cận thực hành lâm sàng thì trong những thập niên trước, thì cái chẩn đoán lao phổi AB dương tính là chẩn đoán có bằng chứng là nguồn lây. Nhưng cái câu chuyện bây giờ nó đã khác rồi, cái tịnh tiến, cái diễn biến về mô hình bệnh tật nó đã khác và cái câu chuyện của NTM chúng ta phải quan tâm.
Thế và hiện nay thì do cái vấn đề xác định được các loại gen thì NTM Acesus đã thuộc cái nhóm Mycobacteria phát triển nhanh trong môi trường nuôi cấy và không tạo sắc tố. Đây cũng là một trong đặc điểm của NTM trong cái nhóm phát triển nhanh. Và cái nhóm phát triển nhanh trong môi trường nuôi cấy thì có tới 75 loài và nó chiếm tới 5% tổng số loài của Mycobacteria. Và cũng dựa theo cái sequencing là phân tích gen thì người ta đã phân tích được 3 phân loài dưới của NTM Acesus, đó là gì? Acesus, Magnesian và Bonniti. Thế. Và ba cái phân loài này hiện nay, ba cái phân loài của Acesus này thì vẫn được coi liệt kê vào trong cái nhóm NTM mới nổi trong thời gian gần đây. Thì đây là một cái mà phải nói là cũng là cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Cái sinh học phân tử nó đã hóa giải được. Hiện trước đây thì những cái thập niên trước khi mà chưa sinh học phân tử và cái giải trình tự gen chưa phát triển thì NTM Acesus còn bị nhầm lẫn với Chenonei và cũng chưa được định dạng một cách rõ ràng trong các cái labo của thế giới. Và hiện nay thì đã đi tới một cái bước là người ta giải trình tự gen và người ta đã có cái dưới phân loài của cái nhóm Acesus như vậy. Thế thì cái câu chuyện dưới phân loài và giải trình tự gen thì người ta đã biết được là cái gen nào nó gây kháng thuốc, đặc biệt là mắc coronai. Và người ta đã đưa ra là hầu hết cái nhóm Acesus và nhóm Bonletti và thì có gen hoạt động. Thì cái gen hoạt động, gen M này này là cái gen rất quan trọng trong cái vấn đề gì? Phác đồ điều trị có đưa vào mắc coronai hay không? Đấy là cái câu chuyện sau này tôi sẽ trình bày tiếp hơn. Trong khi đó thì các cái nghiên cứu hiện nay cũng đã chỉ ra cái tầm quan trọng của cái gen M trong cái việc kháng mắc coronai trong kết quả điều trị. Thế thì tầm quan trọng gen M là cái một cái gen kháng mắc coronai cảm ứng có thể không được phản ánh trong mic của vi sinh vật. Cái này nó rất đặc biệt là hiện nay thì các cái labo của Việt Nam thì chưa làm được. Tôi có trao đổi với tiến sĩ Hùng Vân là hiện nay thế giới thì đã xác định được cái gen M rồi. Trong cái NTM, đặc biệt Acesus, bởi vì cái gen M này thì nó là cái gen cảm ứng. Thế thì có thể cái kháng sinh đồ hiện nay chúng ta đang được tiếp cận ý, tại Việt Nam ý, là nó nhạy. Nhưng khi mà đưa vào giải trình tự gen, gen M ý, thì nó lại là kháng. Thì tại sao khi, đấy là tại sao gọi là kháng cảm ứng? Vì nó liên quan đến cái guideline của ATS và ADSA của 2020. Thế thì ở đây khi mà NTM nó tiếp xúc với macrolide trong phòng thí nghiệm thì nó bắt đầu nó bị gây kháng. Đấy là một cái dấu hiệu là gen cảm ứng về kháng thuốc. Thì đây là một cái khái niệm rất mới mà ADSA và ITS đưa vào trong cái cập nhật và tiếp cận thực hành, đưa ra một cái phác đồ điều trị của viêm phổi do NTM Acesus. Và cũng các cái nghiên cứu cũng đã chỉ ra cho thấy là những cái trường hợp mà bệnh nhân không có gen M hoạt động thì nó nhạy cảm với lại macrolide, là cụ thể là clarithromycin hơn là cái nhóm có cái gen M hoạt động. Thế và hiện nay Acesus vẫn thuộc cái loài tiêu biểu nhất trong thực hành lâm sàng gây bệnh ở người, nó chiếm tới trên 80% ở cái nhóm phát triển nhanh trong thực hành lâm sàng. Vậy thì cái việc kháng kháng sinh của em Acesus thì sao? Thì các cái nghiên cứu từ châu Á thì thông thường là em Acesus nó kháng hầu hết các kháng sinh. Cụ thể là doxycycline và quinodone như là moxifloxacin và ciprofloxacin và ngay cả imipenem đã có tỷ lệ kháng cao từ trên 40 tới có khi 98% ở cái nghiên cứu sau tôi chỉ là có tới 98% là kháng. Tuy nhiên với clarithromycin thì cái tỷ lệ kháng còn khá là thấp, từ 0 đến 38% và kháng cefoxitin là 15,1% và amikacin là 7,7%. Thì đây cũng là nền tảng, là cái số liệu để thiết kế một cái phác đồ hiệu quả trong cái nhóm bệnh nhân viêm phổi do NTM Acesus. Đây là cụ thể tổng hợp của một cái nghiên cứu thần tập các cái số liệu cụ thể. Vậy thì cái khuyến cáo của 2020 của ATS và IDSI và các cái tổ chức nhiễm trùng của châu Âu và Mỹ
thì đã đưa ra một cái khuyến nghị là kiểm tra DST đối với abscisus bao gồm ít nhất là amikacin, cefoxitin, imipenem, clarithromycin, linezolid, doxycycline và tigercycline, ciprofloxacin và moxifloxacin. Tuy nhiên, cái khuyến cáo để thực hiện cái kháng sinh đồ để cho bệnh nhân có mắc bệnh phổi do NTM abscisus nói riêng và NTM nói chung, thì các nguyên tắc, có 5 nguyên tắc mà khi triển khai được cái xét nghiệm DST cho bệnh nhân, thì cái tiêu chuẩn thứ nhất là bệnh nhân đang có nhiễm trùng và cần phải điều trị bằng kháng sinh. Vì chúng ta biết là trong thực hành lâm sàng có một số trường hợp được chẩn đoán là viêm phổi do NTM, tuy nhiên cái điều trị có thể trì hoãn và theo dõi, nên không phải trường hợp nào 100% trường hợp đã chẩn đoán NTM là điều trị. Thứ hai là có sẵn các thuốc kháng khuẩn hiệu quả cho bệnh nhân, đấy là cái tính thực thi trong điều trị. Ba là một nền tảng phù hợp để thực hiện được thuốc, đấy là cái cơ sở của phòng xét nghiệm. Bốn là cái hoạt động in vivo và in vitro là phải có cái sự liên quan, chúng ta phải hiểu được là nó kháng ở trên xét nghiệm, nhưng mà trong thực hành lâm sàng trên người bệnh có kháng hay không. Ví dụ như clarithromycin mà cái nãy cái gen M ấy, nó liên quan khá là nhiều, thì chúng ta phải biết được là trả lời bệnh nhân có kháng nhưng có kháng cảm ứng hay không, kháng cảm ứng. Cuối cùng là cái hoạt động in vitro của các thuốc thì khác nhau, thì chúng ta phải hiểu được. Đấy là 5 nguyên tắc khi chúng ta có cái chỉ định thực hiện cái DST cho bệnh nhân. Thế thì sang đến thực hành lâm sàng, thế thì M abscisus có thể gây nhiễm trùng ở hầu hết các cơ quan và thường liên quan đến phổi là chủ yếu. Thì các cái số liệu trên cũng đã chỉ ra có tới trên 80% là gây bệnh ở phổi. Bên cạnh đó thì ở các cơ quan mô mềm và còn rất nhiều các cơ quan khác, tôi sẽ minh họa ở một số ca bệnh sau. Ở phổi thì đặc biệt là những người có tiền sử lao phổi và các bệnh gì rối loạn cấu trúc phổi, bệnh xơ nang. Và chủ yếu ở phổi thì abscisus cũng gặp tới hơn 80% ở những cái nhóm Mycobacteria phát triển nhanh trong môi trường nuôi cấy. Đây là một cái người ta đã đề cập đến nhóm NTM gây bệnh ở trẻ em abscisus. Và hiện nay thì cái số liệu mà nghiên cứu về NTM ở trẻ em cũng đã bắt đầu khá là nhiều. Thì tôi muốn giới thiệu với các quý vị đồng nghiệp nắm được là không phải là chỉ người lớn mà NTM và abscisus cũng gây phổ biến vai trò gây bệnh ở trẻ em, đặc biệt là bệnh đường hô hấp. Thế thì cái liệu pháp điều trị cho hầu hết các trường hợp nhiễm trùng do NTM, đặc biệt là kết quả đối với abscisus thì thường là không tối ưu. Và trong 19 cái nghiên cứu trên 1.500 bệnh nhân thì Phác Hồ phối hợp cho 508 bệnh nhân thì đã kết quả cho thấy là cái phác đồ được điều trị thì kết quả nó chỉ tương đương như là bệnh nhân lao kháng thuốc mà thôi. Thì đấy là một cái khó khăn trong tiếp cận thực hành điều trị hiệu quả cho bệnh nhân viêm phổi do NTM abscisus. Thế cái liệu pháp điều trị hiệu quả thì hiện nay cái thuốc hoạt tính trong in vitro tốt nhất là bao gồm là clarithromycin, amikacin, cefoxitin và có thể có cả tigercycline. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì cái tiếp cận của tigercycline có hạn chế hơn. Thế nhưng nếu như mà một quý vị đồng nghiệp nào đọc cái hướng dẫn của BTS Hội Đồng Ngực Anh năm 2017 thì lại có một cái là sử dụng tigercycline cho điều trị nhóm NTM, do cái tính khả thi và cái thực tiễn của từng nước khác nhau. Đấy, thì ở đây tôi muốn đề cập như vậy. Và các cái phác đồ thì tùy theo vị trí nhiễm trùng và macronai vẫn là nền tảng điều trị. Ngoài ra thì gồm amikacin, đường tiêm và một số các thuốc khác đường tiêm như cefoxitin, tigercycline, imipenem hoặc thuốc uống linezolid trong vài tuần đến vài tháng. Nó tùy thuộc vào vị trí tổn thương. Sau đó thì cái liệu pháp kháng sinh đường uống là cái giai đoạn duy trì. Thì đây là cái điều trị về tổng hợp chung cho cái nhóm NTM abscisus. Thế thì cái macronai có hoạt tính mạnh chống lại M abscisus cũng như tác dụng điều hòa miễn dịch
đây là cái mà chúng ta cũng cần phải quan tâm. Tại sao ở trong cái guideline của ATS, IDSI 2020 có đề cập trong phác đồ đều có sử dụng MacroLite mặc dù đã có gen M cảm ứng và không cảm ứng? Vì nếu như những trường hợp mà được chỉ định dùng MacroLite trong phác đồ bệnh nhân có gen M cảm ứng là có kháng MacroLite rồi thì nó lại có vai trò điều hòa miễn dịch. Cái vai trò đây vai trò không phải là hoạt tính để chống lại M abscessus mà nó là vai trò của điều hòa miễn dịch. Thì về nền tảng điều trị thì vai trò đến năm 2020 trên các nghiên cứu cơ sở thì cũng đã đưa ra nó vẫn là có vai trò của MacroLite trong điều trị abscessus bệnh phổi. Các cơ chế kháng thuốc khác nhau thì đây là cái câu chuyện mà chúng ta phải tìm hiểu và phải hiểu được để chúng ta sử dụng thuốc. Thì hiện nay thì cái về mặt cơ chế kháng cảm ứng, khám đột biến thì nó còn là một cái khái niệm khá là mới. Thế, tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ có cái tiếp cận trong thực hành lâm sàng một cách cụ thể hơn. Các nghiên cứu gần đây thì cũng đã chỉ ra là những cái trường hợp mà có sự hiện diện của gen M trong chức năng thì như ở cái nhóm abscessus, abscessus và Boletti thì cái việc điều trị nó sẽ có mang hiệu quả kém hơn. Tuy nhiên cái nhóm Marcinien thì cái khả năng âm hóa đờm tốt hơn vì nó rất nhạy cảm với lại MacroLite. Amikacin cũng là một cái thuốc khá được quan trọng trong việc sử dụng cái điều trị bệnh phổi do abscessus. Sau đây tôi xin được giới thiệu một số ca bệnh lâm sàng trong cái phần tổng quan về bệnh lý nhiễm trùng abscessus để chúng ta biết được là những cái trường hợp, ví dụ đây là cái trường hợp bệnh nhân có tiền sử lao phổi và mắc viêm phổi do abscessus. Thì cái trường hợp này thì cái lúc đó bệnh nhân đã có tiền sử điều trị 2 lần rồi, nhưng lần thứ 3 thì chẩn đoán là lao phổi tái phát. Tuy nhiên ở đây xét nghiệm đờm AB dương tính, nhưng Genebert âm tính. Chúng ta biết rằng là Genebert là một cái xét nghiệm rất đặc thù, đặc hiệu cho ADN của MTB. Vậy thì đây là một cái công cụ trong thực hành lâm sàng không ai dạy chúng ta cả, mà thực tiễn dạy chúng ta. Và câu chuyện là gì? Gần tới là 95% là chúng ta có khẳng định là NTM rồi. Thì đây là một cái câu chuyện mà ngay trong cái nghiên cứu đầu tiên của tôi tại Bệnh viện Phổi Trung ương cũng đã chỉ ra cái nhóm có AB và Genebert âm tính thì chắc chắn 100% là NTM. Thì đây là một cái số liệu mà khá là hay để chúng ta trong thực tiễn chúng ta thấy như vậy. Một cái ca khác, một trường hợp bệnh nhân có AB thì âm tính cơ. Thế nhưng mà này, nuôi cấy mẫu 2 mẫu đờm thì lại dương tính với NTM và cũng được điều trị. Thì đây là một cái nhóm bệnh nhân không có nguy cơ. Thì tôi muốn giới thiệu để cho chúng ta nắm được là cái viêm phổi cho NTM nó không hẳn phải là ở cái nhóm có nguy cơ đâu, mà nó sẽ gặp, và nó gặp đặc biệt lắm. Đây, một cái ca này cũng không có nhóm nguy cơ mà tổn thương đường thở, và bệnh nhân sau phải can thiệp đường thở và phải đặt stent phế quản cho bệnh nhân. Nhưng cái đặt stent phế quản can thiệp để cho đỡ hạn chế cái bức tắc đường thở thì vô cùng khó khăn vì nó thường thất bại thầy Sơn ạ. Đấy, cái đấy là cái mà chúng ta cũng trong thực hành lâm sàng nó có thể gặp những cái trường hợp nó phức tạp như vậy đấy, chứ không phải là chỉ là cái nhóm nguy cơ mà thôi. Và đây một cái trường hợp rất đặc biệt, đây là của một trường hợp đồng nghiệp của chúng ta, giảng viên ở trường dược, và với một cái chẩn đoán là lao phổi kháng H rồi, là chắc chắn rồi, nuôi cấy đã có kháng thuốc rồi, nhưng trong quá trình điều trị lao bệnh nhân khó thở, sốt cao. Và cuối cùng điều trị theo một cái hướng viêm phổi không thành công. Đấy, và gì? Một cái đông đặc ở thủy dưới phổi phải. Và bệnh nhân được soi phế quản, bệnh nhân được sinh thiết phổi. Đấy, cái câu chuyện là đi đến chẩn đoán là gì? Cuối cùng nó là một cái chẩn đoán là viêm phổi do M abscessus trên bệnh nhân đang điều trị lao. Đấy, trường hợp này rất đặc biệt. Và anh ấy hiện nay thì cái lúc mà đang điều trị M abscessus viêm phổi như vậy, điều trị lao thì anh phải sang, phải trì hoãn lại một năm. Anh đang làm nghiên cứu sinh ở bên Úc. Thế thì bây giờ thì anh rất là khỏe mạnh. Và cái phim đặc biệt là cái phim mà cái lúc mà tổn thương phổi ở sau khi điều trị kháng sinh đã dùng đến cái kháng sinh rất là nhiều rồi. Nên ở đây có cái chuyện dùng tia nam, rồi dùng moxi, rồi dùng amikacin, nó đã làm khó đi cái chẩn đoán rất nhiều ở NTM này. Nhưng vì lâm sàng của bệnh nhân thôi thúc chúng tôi phải đi tìm bằng được nguyên nhân, và cuối cùng tìm ra nó là
viêm phổi giảm sát sút và sau điều trị một cái phác đồ rất thành công. Thì hiện nay thì anh ấy đang ở bên Úc. Thế thì đấy là cái mà muốn minh họa để cho các quý vị đồng nghiệp biết là cái nhiễm trùng do NTM nó khá phức tạp như thế đấy. Nó có thể gặp ở những cái tình huống rất đặc biệt. Rồi đây là một cái ca ở của bệnh viện Nghệ An có hội chẩn với tôi, mà trường hợp bệnh nhân có lao cuộc sống, điều trị không thành công và mổ có cái áp xe lạnh, và lấy mủ áp xe lạnh ra để soi trực tiếp đã thấy AB dương tính rồi. Vậy thì là chắc lao quá rồi, nhưng câu chuyện không phải, nó là NTM. Đấy, thì cái trường hợp này cũng điều trị và hiện nay bệnh nhân cũng khá là thành công. Từ một ca viêm nội tâm mạc, thế muốn quảng bá với nội khoa, các nghề của chúng ta. Đây là trường hợp bệnh nhân ở Viện Tim Hà Nội. Thế thì cái trường hợp này em bé được thay van tim rồi, nhưng bệnh nhân có cái ốt le sau van nhân tạo, và trường hợp này thì vô cùng đặc biệt. Thế sốt đã dùng các loại colistin, các kháng sinh đặc biệt rồi, bệnh nhân không hết sốt. Áp xe sút là như thế, nó hơi đặc biệt so với các cái NTM khác. Có những trường hợp nó mãn tính, nhưng phần nhiều là diễn biến cấp tính. Thì đây hôm nay những cái ca bệnh này để muốn cho chúng ta có cái liên kết lại với cái thực tiễn. Về mặt lý thuyết thì như thế, nhưng trong thực tiễn và đặc biệt ở Việt Nam chúng ta, nó là có những cái mặt bệnh như vậy đấy. Thì cái trường hợp này rất đặc biệt. Và cái việc điều dùng cefoxitin tới 12 gram, tôi quyết định luôn gọi trưởng khoa dược lâm sàng xuống là chúng ta thảo luận dùng đi, khuyến cáo. Em trưởng khoa dược run quá, bảo em chưa dùng này bao giờ cô ạ, bảo em cứ dùng. Khuyến cáo của thế giới rồi. Đấy là cái mà để trong thực hành lâm sàng để chúng ta nắm được như vậy. Thế một ca nữa, đầy thẩm mỹ đây. À, các cô muốn mông mẩy. Đấy là một sự trả giá và hiện nay rất là nhiều. Cái trường hợp này là của Phó Giáo sư Hà ở Trung tâm Tạo hình Thẩm mỹ của Việt Đức có hội chẩn với tôi. Thì cái trường hợp này cũng đặc biệt lắm. Nó lại khẳng định lại nữa là bệnh nhân sốt rất cao và dùng nhiều kháng sinh rồi không đỡ. Thế và cuối cùng là một ngày dẫn lưu ra gần 200ml mủ ở hai cái mông của cô ấy. Và cuối cùng là gì? Nhưng các bạn vi sinh ở Việt Đức rất giỏi. Đây một cái câu chuyện này thì chúng ta thêm một cái kinh nghiệm. Là gì? Cái cô vi sinh đấy, cô ấy nghi ngờ, cô ấy đưa lên phết nam, thấy AB dương tính. Bảo bác Phượng ơi, thấy dương tính. Bảo thế thì nó không phải là lao đâu, nó là NTM đấy. Em cho làm ly, định danh sớm đi. Giỏi quá. Phải nói là Việt Đức, cái cách tiếp cận họ rất thông minh. Và cuối cùng cái trường hợp này điều trị, cứu sống được bệnh nhân. Thì đấy là cái nhiễm trùng đặc biệt. Rồi một cái trường hợp này cũng chả có yếu tố nguy cơ gì cả. Một cái NTM vú, điều trị lao 2 tháng không kết quả, vẫn cứ chảy mủ do mủ. Thì đấy là những cái tình huống mà NTM, đặc biệt áp xe sút, nó có thể gây ở rất nhiều nơi. Và muốn minh họa để cho các quý đồng nghiệp chúng ta nhìn thấy được cái bức tranh mà trong tương lai chúng ta phải làm gì với cái nhóm vi khuẩn này. Đấy, thì đấy là cái phần nội dung thứ nhất. Cái phần nội dung thứ hai thì tôi xin được cập nhật. Quá giờ rồi. Quá giờ. Vâng, em cũng say sưa đấy, nhưng mà thôi, cái phần thứ hai thì nhanh thôi ạ. Em xin 5 phút. Vâng, cái cập nhật chẩn đoán của ATSI và IDSI và các cái hội nhiễm trùng của châu Âu và Mỹ. Thì cái hướng dẫn chẩn đoán của so với 2017 thì không có gì cả. Vẫn có hai cái tiêu chuẩn. Đấy là cái tiêu chuẩn về mặt là tiêu chí về lâm sàng và điện quang và tiêu chí vi sinh. Tuy nhiên nhấn mạnh lại tiêu chí vi sinh của cái nhóm bệnh phổi do NTM, nó không phải nhìn thấy nó là nó, mà phải gì? Hai lần nuôi cấy ở hai lần khác nhau đều dương tính, nhưng phải định danh hai cái con vi khuẩn hai lần đấy cùng một loài hoặc phân loài thì mới được chẩn đoán. Thì quý vị đồng nghiệp lưu ý hết sức ở cái tiêu chuẩn vi sinh của nhóm NTM này. Thế còn các cái tiêu chí về điện quang bắt buộc và vi sinh thì đấy, thì có, nó giống hệt 2007, không có gì thay đổi cả. Thế sang cái phần là cập nhật về khuyến cáo của điều trị do viêm phổi do NTM áp xe sút thì sao? Rất khác. 2007, ATS và IADSI thì đề cập đến là viêm phổi do áp xe sút là điều trị không hiệu quả và chưa có phác đồ cụ thể. Cần kết hợp với phẫu thuật, vai trò của Macrae vẫn được đề cập. Trong đó, bên cạnh đó có amikacin, cefoxitin và imipenem. Tuy nhiên, đến 2022 thì đã đề cập, vẫn coi Macronine là phác đồ nền tảng và đã đề cập đến cái câu chuyện
là gì? Kháng, cảm ứng và kháng đột biến. Thì ở đây cái phác đồ đưa ra là có 3 cái phác đồ. Phác đồ thứ nhất là điều trị cho chủng không cảm ứng và nhạy cảm với mắc Crohn. Không cảm ứng là gì? Bệnh nhân có gen M không hoạt động. Đấy, và phác đồ giai đoạn đầu tiên là gồm có từ 3, tối thiểu là 3 loại thuốc. Và cái thuốc tiêm là chọn từ 1 đến 2, đó là amikacin. Rồi gì? Hoặc là gì? Có thể sử dụng 3 lần mỗi tuần. Kết hợp với lại gì? Trong đó có gì? Imipenem, tigecycline. Thuốc uống thì chọn 2, AZ hoặc clarithromycin hoặc clofazimine và ninazolid. Thì cái thuốc hiện nay, ví dụ như cái tiếp cận của clofazimine trong thực hành lâm sàng vô cùng hiếm. Ninazolid chúng ta còn dễ có kiếm. Thế thì nhưng cái biến cố bất lợi cũng khá nhiều, thì trong 2022 ADSI và ATS cũng đã đề cập đến vấn đề theo dõi biến cố bất lợi của cái phác đồ các thuốc điều trị cho NTM acesut giai đoạn duy trì thì kết hợp ít nhất 2 loại thuốc. Và một cái phác đồ thứ hai là phác đồ cho chủng kháng mắc Crohn, nhưng nó lại kháng gì? Kháng sinh đồ kiểu hình thì nhạy nhưng mà kháng cảm ứng. Đấy mà chúng ta lưu ý đây này. Tiến tới trong tương lai thì chúng ta phải trả lời được nó kháng là gì. Nó nhạy trên xét nghiệm kết quả của kháng sinh đồ là nhạy đấy, nhưng nó có kháng cảm ứng, thì cái phác đồ mắc Crohn nó không phải là vai trò chủ đạo trong cái việc kiểm soát nhiễm khuẩn của M. acesut. Vai trò của phác đồ thứ ba là phác đồ cho gì? Kháng đột biến cũng kháng, nhưng kết quả khám đột biến cảm ứng là có thể nhạy hoặc kháng. Có nghĩa là gì? Cái kết quả xét nghiệm trên DST của mình ở phòng thí nghiệm, labo đã trả lời cho là kháng của đột biến, là kháng kiểu hình rồi, thì chắc chắn là kháng. Thì có cho dù kháng cảm ứng có nhạy hay không, thì cái việc phác đồ có mắc Crohn cũng chỉ là cái vai trò của gì? Điều hòa miễn dịch mà thôi. Nhưng ATSI và ATS 2022-20 cũng khuyến nghị là gì? Dùng nó chỉ khi bệnh nhân đang sử dụng thôi, mắc Crohn, còn chứ không phải là chúng ta nâng cái vai trò nó như cái nhóm mà bệnh nhân còn nhạy cảm với mắc Crohn. Thì đấy là hai cái cập nhật mới nhất của ATSI và ATS 2020. Tuy nhiên, vấn đề điều trị phổi, phẫu thuật ở đây cũng đã được đề cập. Những trường hợp bệnh nhân có tổn thương phổi hư trú điều trị thì nội khoa không có kết quả thì cần xem xét phẫu thuật cho bệnh nhân. Rồi theo dõi biến cố bất lợi liên quan đến điều trị thì ở trong tài liệu, trong slide cũng đã có. Ví dụ như amikacin thì theo dõi cái gì? Đo thính lực, đặc biệt là bệnh nhân dùng dài ngày thì chúng ta biến cố bất lợi trên tiết ốc tai tiền đình, trên thận thì theo dõi. Rồi azithromycin thì biến cố bất lợi trên ngay cả trên điện tim đồ cũng có xuất hiện, là kéo dài QTC. Clarithromycin cũng vậy. Rồi cefoxitin thì có cái triệu chứng khá là lành, nó chỉ có dấu hiệu phát ban. Và hiện nay cái tiếp cận trong thực hành lâm sàng, đây là cái thuốc chúng tôi cũng hay kê sử dụng cho bệnh nhân, nó cũng khá rẻ và hiệu quả. Đấy, cái tỷ lệ kháng nó còn khá là thấp. Clofazimine, các cái thuốc mà ATSI và ATS có khuyến cáo để chúng ta theo dõi biến cố bất lợi. Cuối cùng là đưa đến 3 cái kết luận là hiện nay có cái sự gia tăng bệnh phổi NTM acesut, việc quản lý bệnh phổi acesut ngày càng là một vấn đề thách thức. Việc điều trị còn hạn chế, chủ yếu dựa trên hướng dẫn của ATS và ASI 2020 trên cơ sở khuyến cáo 2007. Cần có cách tiếp cận hiệu quả, tiến bộ các kỹ thuật phân tử để xác định phân loài và gì kháng sinh đồ giúp ích điều trị hiệu quả. Thì đây là toàn bộ cái nội dung mà hôm nay tôi xin được giới thiệu với hội nghị. Và một lần nữa là xin được cảm ơn các thầy cô trong chủ tọa đàn và các quý vị đồng nghiệp. Rất mong là cái chủ đề này chúng ta sẽ còn quan tâm và chúng ta sẽ giúp cho người bệnh được nhiều hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn.